chào mọi người nhé. Thì hôm nay sớm hôm giới thiệu với mọi người cái mạch rót rượu này, mình sử dụng cảm biến ở ngoại này. Đấy. Và sử dụng luôn pin này, mạch sạc pin này. Đấy. Mạch sử dụng 5V. Dùng hồng ngoại. Một là dùng hồng ngoại nhé. Hai là chúng ta có thể sử dụng cảm biến trạm. Đây, mình dán vào đây. Dán qua lớp nhựa. Và ba nữa là mình sử dụng công tắc hành trình nhé. Đây mình sẽ test với cái mạch sạc pin này và pin sử dụng ngoại trước. Ok, mạch sử dụng 5V nhé, cấp nguồn 5V này. Mạch sạc pin này thì các bạn có thể sạc ở chân micro nhé. Mạch thì trước khi bán mình sẽ câu hết như này luôn và pin sẵn như này luôn, có rắc luôn. Để các bạn chỉ việc dùng luôn, tăng thêm một chút này, treo này này. Đấy. Tăng thời gian một chút nào. Đấy. Rồi, đây là hồng ngoại này. Bây giờ mình sẽ sử dụng con cảm biến chạm đi. Chạm này, mình nối chính xác rồi. Rồi, đi luôn, đấy qua đây rồi. Chạm khi mà lắp vào nó phải luôn sáng nhé. Đấy. Khi nào mình chạm cả móng tay vào thì nó sẽ tắt đi. Đây mình dán một lớp bằng inox này, xong mình dán lên một vật thể nhựa, cái này nó sẽ khoảng 3mm, những mica 3mm thì cũng được. Đấy. Thì đây là cái điểm mà mình chạm. Bây giờ mình tăng thời gian lên này, mình chạm này. Thời gian chuyện này. Ok. Đấy. Tiếp đến là mình sẽ dùng công tắc hành trình. Đấy, nó là gì? Dùng công tắc hành trình. Công tắc hành trình thì cũng vậy thôi. Thì mình nhấn giữ công tắc hành trình hoặc nhấn một cái cũng được. Thì có tín hiệu là nó đang tắt hành trình. Mạch này mình để check khoảng gần 2 giây nên là nó được check. Thì mình chắc chắn là có lượt nhấn vào thì nó mới bật. Rồi, đây là phiên bản sử dụng pin nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video.